Minh Châu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng xem Minh Châu review lại cái cảnh cây cô chia này. Không biết là ở Việt Nam có hay không, cây này nó còn được gọi là cây cỏ đổi màu hay là cỏ cháy. Cây thuộc loại họ kinh giới. Nguồn gốc của cây cochia nó có từ Nam Âu. Tuy nhiên, cây cochia này nó được du nhập vào Nhật Bản từ đất nước Trung Quốc. Và từ xa xưa đó, loại cây này được trồng chủ yếu để làm cảnh trang trí và cho đến tận bây giờ. Con người Nhật Bản đó đã tận dụng cây này để làm thành nhiều đồ vật có giá trị khác nhau. Ở Nhật Bản đó, được thiên nhiên ưu đãi, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có cái cảnh sắc đẹp riêng biệt, nhất là mùa xuân và mùa thu. Mùa thu đó thì đem đến cho Nhật Bản đủ các sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh, vân vân. Từ những cái cây ăn trái như là cam, quýt, hồng và những cái loại hoa như là hoa biển ngạn đỏ thắm, hoa cúc vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời mọc, hay là cái cây phong có lá đỏ, cam, vàng. Và bên cạnh đó thì chúng ta không thể bỏ qua cái sắc đỏ rực rỡ của những thảm cỏ cochia. Những bụi cỏ này nó có hình dạng tròn hoặc là hình cầu kim tự tháp. Ngộ lắm cái nhà, thiên nhiên ưu đãi đó cho cái cây này, nó ngộ lắm, nó mọc tròn do hoặc là có loại thì nó như là cây hình cầu kim tự tháp vậy đó cả nhà. Vào mùa hè đó thì cái cây này nó mọc lên và lá nó xum xuê từ lá xanh, rồi sẽ chuyển dần từ từ đến mùa thu thì lá sẽ chuyển sang từ xanh sang màu đỏ. Nó đỏ từ gốc lên đến ngọn, xem thật là bắt mắt tuyệt đẹp. Cây cochia nó mọc nhanh, lá cứng cáp, cành và lá nó dày đặc. Ngày xưa đó, người Nhật họ trồng cái cây cochia này đó, trước là để làm cảnh trang trí cho nó đẹp, sau đó thì họ lấy cái cây này phơi khô bó lại làm chổi. Ở Nhật Bản đó, mùa này ở khắp nơi các công viên cây cochia nó đỏ rực luôn. Và ở công viên Ibaraki đó cả nhà, vào trong đó như là chúng ta bước vào một cái cảnh thần tiên. Và vào cửa đó thì với cái giá 700 yên một người. Minh Châu sẽ review cái cận cảnh cái cây cochia cho cả nhà xem và một số ít cái hình ảnh ở công viên Ibaraki cho cả nhà ngắm nhé. Don't stop.
Don't stop. Video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.